Năm 2015 tiếp tục được chọn là năm an toàn giao thông với khẩu hiệu hành động: tính mạng con người là trên hết. Như chúng ta đều biết, mỗi năm trên cả nước có gần 1 vạn người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Tình trạng lạm dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ xảy ra khá phổ biến. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo về kế hoạch thực hiện năm an toàn giao thông 2015 trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các huyện, thành phố và các cấp ngành của tỉnh đã đồng loạt tổ chức hưởng ứng năm an toàn giao thông. Một trong những nội dung mà các đơn vị tập trung triển khai thực hiện đó là tăng cường công tác cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải ô tô, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, chú trọng xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực tham mưu cho ban giám đốc đã có những kế hoạch chỉ đạo quyết liệt sát sao, đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan có liên quan, đặc biệt là phối hợp với công an các huyện và thành phố. Thứ ba là đã nỗ lực phấn đấu trong tất cả các lĩnh vực, nên trong 2015, đơn vị phòng cảnh sát giao thông đã đạt được những kết quả nhất định. Thứ nhất là về trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không có sự cố bất ngờ về giao thông xảy ra, không có ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra và ngăn chặn phát hiện kịp thời tình trạng là tổ chức đua mô tô xe máy gây mất trật tự công cộng trái phép. Thứ hai là về tình hình tai nạn giao thông cũng được kiềm chế và kéo giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, và trong năm 2015 là không có tai nạn giao thông đặc biệt xảy ra. Thứ ba là trong 2015 là Lâm Đồng đã diễn ra nhiều sự kiện, do đó có nhiều đoàn khách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quốc tế đến hội nghị làm việc, và đơn vị phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức đưa đón trên 30 đoàn khách, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng thời gian, đúng lịch trình, đúng theo quy định của Bộ Ngang và của Chính phủ. Thứ tư là lực lượng cảnh sát giao thông luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, là giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra đôn đốc, giáo dục lễ tiết tác phong cho cán bộ chiến sĩ, nên đã đạt được những kết quả nhất định. Và trong 2015, đơn vị phòng cảnh sát giao thông đã đạt được cái danh hiệu là đơn vị quyết thắng và được tặng cờ của Tổng cục Bộ Công an. Nhờ những biện pháp đồng bộ và quyết liệt đó nên tình hình tai nạn giao thông trong năm 2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực và giảm ở cả ba mặt. Qua phân tích các lỗi vi phạm chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, chủ yếu do người điều khiển phương tiện như vi phạm tốc độ, vi phạm làn đường, phần đường, vượt tránh xe sai quy định, sử dụng rượu bia chiếm hơn 84% số vụ. Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên tuyến đường quốc lộ chiếm tỷ lệ 39%. Tuy tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng trên bình diện chung so với cả nước thì đây là những tín hiệu tích cực, bởi đã thực hiện được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới giao thông trong năm qua được đầu tư mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng được ngành chức năng quan tâm triển khai theo đúng quy định. Cụ thể, trong năm 2015 đã tổ chức sát hạch cấp mới 5.701 giấy phép lái xe ô tô và trên 13.500 giấy phép lái xe mô tô. Nhìn chung, công tác xã hội hóa trên lĩnh vực này đã từng bước đi vào ổn định nề nếp. Công ty cổ phần Thiên Phúc Đức đã rất nhiều, có nhiều cố gắng trong việc đào tạo và sát hạch lái xe. Lưu lượng hàng năm là khoảng 2.600 học viên ra trường. Còn cái số học viên hàng năm mà được duyệt là trên 636 học viên. Chúng tôi đã tổ chức ưu tiên dành mọi cái thời gian để cho học viên có đủ cơ sở học tập, thì kết quả là năm nào chúng tôi cũng hoàn thành được cái chỉ tiêu mà đã được duyệt. Trong năm 2015, thành phố Đà Lạt là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Song song với việc ra quân đảm bảo an toàn giao thông thuận lợi thông suốt, Công an thành phố Đà Lạt
đã tổ chức tuyên truyền ký cam kết cho các cá nhân doanh nghiệp kinh doanh vận tải chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Trong năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an phố Lạt đã tham mưu xây dựng các cái phương án, các cái kế hoạch. Thứ nhất đó là bảo vệ an toàn tuyệt đối các cái đại hội đại biểu các cấp tiến tới đại hội lần thứ 12 của Đảng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng các cái phương án bảo vệ thành công cái Festival Hoa lần thứ 6 2015. Bên cạnh đó cũng là tập trung bảo vệ các cái ngày lễ lớn trong năm như 30 tháng 4 và 2/9 để đảm bảo cho trật tự an toàn giao thông luôn được thông suốt, đảm bảo cho du khách cũng như dân dân đi lại luôn được an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân và tập trung vào các cái đối tượng như là xe taxi, xe khách và xe tải để các cái đối tượng này chấp hành nghiêm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ, phát huy vai trò các vị chức sắc tôn giáo, nhân tố tiêu biểu trong cộng đồng người dân tộc thiểu số là những nội dung mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai trong công tác tuyên truyền vận động đưa pháp luật an toàn giao thông đến với các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt với chúng tôi đó, thì thông qua cái tổ chức thành viên mà trong đó các cái tổ chức tôn giáo. Hiện nay trên toàn tỉnh chúng ta có hơn 750.000 bà con tín đồ và hơn 2.000 chức sắc và khoảng 800 cái cơ sở thờ tự. Chúng tôi nghĩ chính đây là cái nơi để mà các cái tổ chức tôn giáo cùng góp phần với Đảng, Nhà nước để chúng ta nâng cao nhận thức cho tín đồ, cho công dân khi tham gia giao thông. Và nếu nhận thức được tốt đó, thì chúng tôi suy nghĩ là sẽ thay đổi được hành vi và làm cho cái tình hình giao thông sẽ được kiềm chế. Là điểm nóng về tai nạn giao thông của cả tỉnh, nhưng bằng quyết tâm và sự nỗ lực cố gắng, trong năm an toàn giao thông 2015, huyện Đơn Dương đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó điểm nhấn và cũng là giải pháp mà lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tập trung triển khai, đó là huy động tối đa lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra những hoạt động liên quan đến công tác tuần tra thì chúng tôi tiếp tục duy trì cái tổ công tác liên lực lượng 141 để thực hiện tuần tra vào ban đêm và các giờ cao điểm. Trước hết là để nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về luật giao thông, sau đó là ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khác của các cái trường hợp mà lợi dụng vào cái việc vào đêm tối để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến cái ảnh hưởng chung của an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả nổi bật, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn đó nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm giao thông vẫn còn phổ biến. Điều đáng quan ngại là việc thanh thiếu niên trên địa bàn tụ tập thành nhóm, tổ chức chạy quá tốc độ vẫn còn xảy ra. Mặt khác, một số điểm đen về tai nạn giao thông, điểm thường xảy ra tai nạn giao thông còn chậm được khắc phục. Tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn còn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 23.700 phương tiện ô tô, trong đó xe trọng tải lớn chiếm gần 1.000 chiếc và có khoảng trên 500 chiếc trọng tải hết lưu hành nhưng vẫn đang trốn tránh lưu thông. Khi vô đây kiểm định những cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ cho làm cam kết với 4 cái lý do là không coi như xe khi xe ra đường mặc dù thùng to nhưng mà không được chở quá tải. Khi cấp giấy chứng nhận là dưới giấy chứng nhận chúng tôi có ghi chú một dòng đó là xe này là vi phạm thùng hàng, kích thước thùng hàng xe này vi phạm thông tư 42. Huy động cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để có các hành động quyết liệt cụ thể và thiết thực trong công tác chỉ đạo điều hành. Tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông và thiệt mạng do tai nạn giao thông. Đó chỉ là một trong nhiều giải pháp mà tỉnh Lâm Đồng đề ra trong năm an toàn giao thông 2016. Để đảm bảo cái an toàn giao thông trong cái dịp Tết sắp tới cũng như của năm 2016 là năm an toàn giao thông thì các cấp các ngành và đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân thì chúng tôi cũng đã đề ra những cái giải pháp rất là quyết liệt. Cụ thể là trước hết là công tác rà soát các cái biển báo, các cái điểm đen, điểm dễ gây tai nạn giao thông để tìm cách khắc phục. Cái thứ hai là tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để tuần tra kiểm soát và hạn chế tối đa cái tình trạng là xe vận tải hành khách vi phạm các cái quy định.
mà chúng tôi đang kiểm soát rất chặt chẽ về cái tốc độ cũng như các cái quy định về đảm bảo an toàn giao thông của các cái phương tiện và các cái doanh nghiệp. Một cái nội dung nữa thì qua tổng kết thì chúng tôi thấy rằng công tác tuyên truyền vừa rồi thì cũng đã đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên thì cái ý thức của người dân vẫn chưa cao, và đặc biệt là cái đội ngũ tham gia giao thông, đội ngũ lái xe thì chúng tôi cũng tiếp tục có cái cam kết và chấp hành đúng các cái quy định, thì chính là cái nguyên nhân chủ quan, là cái nguyên nhân gây lên cái tai nạn giao thông nhiều nhất. Trên tinh thần đó thì một cái sự phối hợp giữa ngành với lại các địa phương thì cũng đã phát huy được cái trách nhiệm của mình trong cái việc là tuyên truyền cái công tác đảm bảo an toàn giao thông đến các cái tầng lớp nhân dân, và đặc biệt đến đội ngũ lái xe. Thì ở tinh thần đó thì chúng tôi hy vọng năm 2016 và đặc biệt cái dịp Tết Nguyên Đán sẽ kiềm hãm được cái tai nạn giao thông. Có thể nói nhiệm vụ đặt ra trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2016 là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc ngay từ bây giờ của các cấp ngành chức năng, mà trước mắt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày cao điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016. Những thành quả nổi bật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2015 vừa qua sẽ là tiền đề để các địa phương, đơn vị nỗ lực và quyết tâm cao hơn để thực hiện thắng lợi những mục tiêu giảm mạnh tai nạn giao thông. Để thực hiện mục tiêu chung đó, ngoài sự nỗ lực của các cấp các ngành thì rất cần sự đồng thuận tham gia của toàn cộng đồng và xã hội để ra đường an toàn và hạnh phúc khi trở về mái ấm gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe và đặc biệt là thường lộ bình an. Từ kinh doanh hoa đã tăng lên đáng kể. Đồng thời, một số doanh nghiệp và nông dân đã mạnh dạn thử nghiệm giống hoa mới có năng suất, chất lượng cao, đa dạng về chủng loại hoa, màu sắc, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và từng bước khẳng định thương hiệu cho sản phẩm hoa Đà Lạt Lâm Đồng. Những năm gần đây, diện tích sản lượng và chủng loại hoa đều tăng qua các năm, từ khoảng 5.000 hecta với sản lượng 1 tỷ 100 triệu cành năm 2010 đến năm 2014, ước đạt khoảng 7.500 hecta, sản lượng đạt trên 2 tỷ cành. Với màu sắc đẹp, tươi thắm, độ bền hoa lâu hơn các loại hoa trồng ở các vùng khác, nhờ thiên nhiên ưu đãi, thích hợp để các chủng loại hoa ôn đới, á nhiệt đới phát triển quanh năm. Thương hiệu hoa Đà Lạt Lâm Đồng đã dần tìm được chỗ đứng.